hơn 10 km các bác anh chị, để tìm về một cái nơi lăng mộ của một bà hoàng hậu, đó là hoàng hậu Từ Vũ. Và để tìm được đến đây á thì Bùi Hồ cùng với lại anh Phụng cũng đi khá là vất vả, khi mà sáng nay thì đường trời mưa trơn trượt như thế này. Thì anh có thể nói sơ cho em về mộ của lăng mộ của bà Từ Vũ, hoàng hậu Từ Vũ không ạ? Xin chào quý vị và Bùi Hồ. Thì nếu như mà quý vị tìm hiểu thì cũng sẽ biết là hoàng thái hậu Từ Vũ là vợ của vua Thiệu Trị và là mẹ của vua Từ Đức. Ở đây thì cái con đường đến lăng của thái hậu Từ Vũ được gọi là Sương Thọ Lăng á, thì nó lại ở một cạnh bên lăng của vua Thiệu Trị. Đây này là vua Thiệu Trị là ở bên này. Cái này ha, đúng rồi. Nhưng mà đường vô vua Thiệu Trị thì nó là dễ đi hơn, còn đường vô mà chỗ thái hậu Từ Vũ thì lại khó đi hơn. Đây quý vị có thể thấy là cái đường rất là nguy hiểm, do đó là mình để xe ở đây rồi xong cái lăng của thái hậu Từ Vũ nằm bên kia kìa. Sao nó em thấy hiu quạnh vậy ta? Đúng rồi, cái khu vực này thì ít người biết. Khi mà người ta đến thăm lăng vua Thiệu Trị thì họ chỉ tham quan cái lăng vua Thiệu Trị thôi. Còn lại cái lăng của thái hậu Từ Vũ thì nó nằm khuất sau phía rừng thông này và nằm bí ẩn ở trong này ha. Đúng rồi, mọi người cũng có thể thấy là cái đường lên rất là khó đi, mùa mưa nữa là nó trơn trượt rất là nguy hiểm. Mà em nhận thấy rằng những cái tour, những cái đoàn du lịch á thì họ lại ít chọn cái lên giếng lăng của bà. Đúng rồi. Một phần là vì bà đi là theo tour hoàng hậu. Đúng rồi. Hai là khi mà tổ chức tour thì họ lại không chọn địa điểm nơi đây làm nơi tham quan vì cái đường khó đi quá. Cái đường này cực kỳ khó đi. Mà hơn nữa là cái đường này nó rất là nhỏ hẹp nữa. Và nó nằm khuất sau cái đường thông này, do đó là cũng ít ai để ý. Anh em mình thì hôm nay đi đến đây á, thật ra thì chủ yếu là để đi quay những cái điều mà nó lạ lẫm để cho cô bác quý anh chị xem ha. Mà cái đường đi nè cô bác quý anh chị. Đây, Bùi Hồ nè, Bùi Hồ nè. Dạ. Đi mình sẽ qua để đi từ ngoài vào trong luôn cho quý vị biết. Cái đường bên đây là đường tắt ha. Đúng rồi, cái đường đó đường tắt. Vậy là Thọ Sương Lăng hả? Sương Thọ Lăng. Sương Thọ Lăng. Tại sao có cái tên là Sương Thọ Lăng anh? Thì tại vì lăng của vua Thiệu Trị là gọi là Sương Lăng. Mà để đặt tên cho vợ của vua thì thêm chữ Thọ ở giữa, gọi là Sương Thọ Lăng. Thì thực ra đây là cái tên này đặt là mình cũng không có hiểu ý nghĩa sâu xa của nó, nhưng mà theo như mình đoán là như vậy. Cái cảnh đẹp quá ha. Thì mọi người có thể thấy là trước hai cái lăng là có hai cái trụ biểu rất là lớn. Ôi, kiến trúc này nó cũng khá tương đồng so với lăng Gia Long. Đó, trên lăng Gia Long thì có một cái lăng của Thuận Thiên Cao Hoàng Hậu, cũng là lăng của vợ vua. Thì đúng rồi, em có một cái cảm nhận là trước đây thì họ lại có một cái, đúng rồi, cái hồ nước. Cái này là phong thủy, cũng theo cái thuật phong thủy. Nhưng mà cái hồ này thì nước nó cạn rồi. Có một cái điều lạ lắm ở đây là cái hồ nước này nó cạn, nó không có nước. Trước đây thì không có ha. Đó, dù có mưa như thế nào cũng không có nước. Thì không biết là cái mạch nước ở phía dưới nó chảy đi chỗ khác hay sao. Mới đây thôi anh ha. Cái này từ trước tới giờ vậy rồi. Từ cái lúc mới xây thì người ta bơm nước vào, sau đó thì qua thời gian thì tự nhiên cái chỗ này nó khô luôn. Hiện tại Huế mùa mưa nhưng mà vẫn không thấy nước ở dưới. Đó là một cái điều khá là huyền bí khi đến lăng này ha. Thật sự là như vậy. Mọi người có thể thấy là cái hồ này hình bán nguyệt này. Đó. Trong phong thủy của triều đình Huế thì họ luôn có một cái nơi gọi là thủy tụ. Thủy tụ. Và nước là trước cửa lăng hay là nhà, hoặc là những cái cung điện. Đúng rồi. Nhưng mà nơi này thì sau một thời gian này thì nơi này lại không có nước. Chúng ta thấy đặc biệt ở đây là mọi người và Bùi Hồ cũng có thể thấy là trước cứ lăng á có những cái nấm mồ nhỏ. Lý do tại sao anh ha? Thì những cái nấm mồ này á thì theo như mà mình tìm hiểu á, thì là con cháu của bà, gọi là cháu mấy cháu rồi hoàng tử công chúa này nọ. Với là đôi lúc người dân ở đây á, người ta cũng có một cái số nấm mồ nhỏ nhỏ ở đây người ta chôn mồ ở dưới đó ha. Đúng rồi, xong rồi người ta đây. Xong người ta họa hình như thế này. Cái này là mồ luôn hả? Cái này là cái mồ đây. Ồ, những cái nấm mồ. Nếu như mà ở xa mà không lại mà không gần á thì
họ tưởng đó là những cái bồn cây á. Đúng rồi. À, trước đây cũng là những cái nấm mồ luôn hả? Đúng, nấm mồ. Thấy ở đây bị rêu phong hết, có là có thể người ta không có trùng tu lại những cái công trình kiến trúc như thế này nè. Đây, mọi người cũng có thể thấy là các cái công trình này bây giờ nó bị hủy hoại nè. Nó bị mỏi mòn theo mòn theo thời gian này. Cái viên gạch đó, cái đường kính nó khoảng 30 cm, dài khoảng 30 cm, ngang thì khoảng 10 cm. Đúng rồi. Đó. Cái viên gạch là mọi người cũng có thể thấy là nó khác so với cái gạch bây giờ rồi. Đúng rồi. Cái này là gạch ngói của anh hả? Đó là ngói. Ngói đặc trưng của và các cái kiến trúc phong kiến nhà Nguyễn này. Ở đây thì nó có ba cái bậc thềm. Mọi người để ý là có ba bậc thềm, 1 2 3. Đấy. Giống thì, như một cái sảnh rộng ha. Chính xác luôn. Thì em nhận thấy cũng giống như là cái gì? Tam quan hả? Không, cái này không phải tam quan. Ở đây cái mộ này thì mộ của Hoàng Thái Hậu Từ Vũ là nó cũng có một cái đặc trưng là cái cổng trên kia. Ừ. Là cổng đi vào nó không có cái cửa. Ừ. Không có cửa đóng ra đóng vào. Do đó mình có thể ra vào thoải mái. Ở đây có ba lối đi vào ha. Có ba lối đi. Thì hướng chính giữa này thực ra là mấy cái hướng xung quanh đó là để trang trí trồng cây cảnh. Nhưng mà bây giờ thời gian thì đất nó đây nó rất là nó bị hư hại rồi. Em nghĩ những cái nơi đây giống như là những cái năm mà người ta làm lễ gì đó anh, cúng bái thì người ta làm sân theo từng bậc. Và cái bậc cao nhất thì chắc có nơi này có đúng thể rồi, là chỗ vua đứng ha. Đây là cái này là để làm lễ này đúng rồi. À. Còn hai bên là để trồng cây rồi trang trí cây. Em nghĩ đây là những cái cây cột nè. Trước đây là những cái mái á, những cái mái che rồi sau này nó thời gian thì cái chỗ này nó không còn che nữa. Và cái nơi này chính là nơi của vua con để của bà. Con cháu để tế cúng bà. À còn các ở nơi đây vòng vòng ở dưới này và ở dưới này chắc có lẽ là quần thần dưới này á. Đúng rồi, ha. Đứng hai bên. Và cái tường cô bác quý anh chị thấy những cái bức tường á cực kỳ rêu phong, cực kỳ cổ kính. Và theo cái kiến trúc mà em biết được về triều Huế thì cái gì? Bình phong và thủy tụ. Đó, bình phong trước án ngữ trước cái cửa ra vào. Ha. Và đây thì lại không có tam quan. Nhưng mà chỉ có ba hướng, ba cái lối đi để dẫn vào. Dạ. Ở đây đáng lẽ ra là mọi người có thể thấy là trước kia là nó làm hình con rồng này. Phụng. Con rồng hay con phụng à, con rồng chứ. Vẫn lối đi lên thì vẫn là rồng bình thường. Vẫn thấy mình rồng nè. Đúng rồi. Nhưng mà cái vấn đề là theo thời gian thì nó lại bị hư hại rồi. Nó không có hình hài rõ ràng nữa. Nhưng mà chúng ta có thể thấy là những cái vẫy này. Đó. Đúng rồi, vẫy rồng. Vẫy rồng. Và đặc biệt là ở hai cái trụ ngay cái cổng á là sẽ trang trí rất là nhiều cái chữ mà bằng mẻ sành mẻ sứ, nhưng mà cũng theo thời gian rêu phong thì nó lại xuống cấp và không có thấy rõ luôn. Nhưng mà lên đây thì mới thấy được cái độ hoành tráng. Ở đây là sườn núi anh hả? Đúng rồi, ở đây là sườn núi. Ở đây là thuộc thuộc xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy. Đây là những kiến trúc mà trước đây thì em có quay một cái clip ở xã An Bằng. Thì những cái kiến trúc mà xây theo cái kiểu mà đá vá những cái miếng sành miếng sứ á, gắn vô đây để trang trí. Và đây là một cái mặc dù thời gian nhưng mà mình thấy được cái đôi phụng nè. Ở đây là một cái hình mặt trời. Đúng rồi. Hả? Thật sự là Bùi Hồ có mắt nhìn rất là tuyệt vời luôn, bởi vì đẹp nhất ở cái khu vực này chính là cái đôi phụng này. Dạ. Đôi phụng cầu vân. Bởi vì là cái bình phong này á, ở phía dưới mọi người có thể thấy xem họa tiết nó rất là tinh xảo. Đó. Ở dưới này thì rồng ha. Rồng. Đây vẫn còn nhang nè. Nhang này chắc người ta gọi. Ôi, những cái... Ở đây mọi người có thể thấy là nó có hai vòng thành. Ở khung các khu lăng mộ thì người ta gọi là la thành, thì có cái vòng thành trong và vòng thành ngoài. Đây là vòng thành ngoài ha. Đây là vòng thành trong, còn đây là vòng thành ngoài. Ồ. Đấy. Thì ở đây có bình phong trước thì sẽ có cái bình phong sau, bình phong hậu này. Cái lăng của bà Hoàng Thái Hậu này thì lớn nhất ở đây chưa anh? Ở đây thì đúng rồi là lớn rồi đó. Nếu như mà trong cái khu vực lăng như thế này thì quá khung, nó lớn hả? lớn nhất cái khu vực của lăng triều trị thôi. Trời ơi. Đó, ở sau này cũng có cái bình phong nhưng mà bây giờ theo thời gian thì nó cũng phai nhạt các cái họa tiết, các cái chi tiết rồi. Và ở trong này cũng có một cái bình phong hậu nữa. Ồ. Tức là hai cái vòng thành thì đều có bình phong hậu hết á. Mọi người có thể thấy là
cái tường thành này rất là dày đó. Hồ Bùi Hồ để ý không, cái tường thành rất là dày. Ờ, chất bao nhiêu gạch ở trỏng luôn á. Thì theo thời gian thì bây giờ trước kia cái này là màu vàng này đó, sơn màu vàng. Đúng rồi, bây giờ họ vẫn giữ được cái nét rêu phong đây ha. Đó, rêu phong cổ kính. Thực sự mà nói là nếu như mà đi du lịch á, mà du dạng du lịch Bùi á, thì cái khu vực mà lăng này là thực sự là rất là, nhìn là rất là đẹp luôn. Rất đẹp. Và mình có thể là tìm hiểu thêm về những cái lịch sử của cha ông. Đây là nơi dân hương, bàn hương án hả? Đây là hương án, nơi dân hương của bà. Đây chính là cái mộ chôn của bà Thái Hậu Từ Vũ này. À, quê của bà thì trước đây thì bây giờ tại sử sách thì ghi rất là nhiều. Mình biết sơ thì bà quê ở Gò Công, Tiền Giang. Ừ, là một trong những cái hoàng hậu ở phương Nam mà nổi tiếng nhất để mà ra Huế này để. Đúng rồi. Để bà là trải qua nhiều triều, triều vua nhất, triều đại nhà vua nhất. Trong ở miền Nam của mình á thì ở Sài Gòn lấy một cái bệnh viện sản phụ lớn nhất mang tên của bà. Rồi, đó rồi. Là bệnh viện Từ Vũ. Đây Bùi Hồ có thể để ý là nhìn ra được cái hình hài của cái bình phong này như thế nào không? Nó hình chữ một cái chữ và cặp phụng chầu vô cái chữ chứ không phải là đấy, chứ không phải là rồng ha. Đúng rồi, thấy không? Theo thời gian nó rất lâu rồi nhưng mà cái đôi phụng này nó vẫn hiện rõ. Đôi lúc nhìn sau là chúng ta không có thể nhìn ra được cái hình hài. Đấy, nhưng mà nhìn kỹ là cái kỹ xảo, nó quan trọng ở đây là cái kỹ thuật. Cái kỹ thuật làm nên cái đôi phụng này rất là đẹp. Ừ, và chúng ta có thể thấy là nhìn đôi phụng này đang vỗ cánh bay. Phụng này đang bay và thể hiện được cái uy quyền của Hoàng Thái Hậu. Đó. Ở trên đó vẫn là phụng kìa. Đúng rồi. Ở rồng, hai con rồng chứ. Hay ở mà. Đó là hai con rồng. Ừ. Hai con rồng chầu. Ở đây có kỳ lân nữa nè. Ừ. Thấy không? Là vẫn lông, theo long lân quy phụng. Là nhưng mà con vật tứ linh. Đây là quy nè. Quy. Chúng ta có thể thấy mai rùa. Lân. Đó, con lân, con phụng và phụng con rồng. Ở trong cái bình phong hậu này thì nó tất cả ở trong triều vua thì nó tập hợp của nó thể hiện được tứ linh. Tứ linh lòng và nếu như mà mộ của vua là nam thì sẽ là hình rồng chầu. Hình rồng chầu hình lớn ngay bình phong. À, ngay bình phong. Còn nếu như là hoàng hậu hoặc là hoàng thái hậu thì sẽ là hình phụng chầu. Đúng rồi. Và lớn nhất ở đó. Ừ, trong cái con vật. Chẳng hạn như nếu như mà ở dưới này là rồng chầu thì ở trên kia sẽ là phụng đó. Và những cái con lân và con huy và chỉ là họa tiết nhỏ, họa tiết sẽ nhỏ trong góc. Bốn góc đó thôi. À, thì ở đây thì mình nhận thấy được những cái này nó qua thời gian rất là nhiều và cái phần này nó cũng đã rạn nứt hết rồi, nhưng mà thấy về cái lăng, về cái mộ cực kỳ luôn. Và ở đây thì em thấy cái kiến trúc á, về lăng tẩm á, thì người ta xây có nơi hoặc là những ngôi mộ á, em thấy có những hình tròn nhưng mà bà thì lại hình các bây giờ các cái mộ của hoàng thân á là đường được xây bằng đá cẩm thạch rất là chắc chắn này và có hình đều có hình chữ nhật như thế này. Yeah. Và đặc biệt là mọi người chú ý là ngay cả những cái bàn hương án không cũng có những họa tiết mây vân đồ, nói chung là rất là đẹp, rất là chi tiết và tinh xảo đấy. Và đặc biệt á là ở đây là nó có 3 tầng. Đó, lăng này là cái mộ này mộ có 3 tầng và là mộ Lộ Thiên. Lăng mộ Lộ Thiên ở triều Nguyễn rất là hiếm. Chỉ có lăng Gia Long là có Lộ Thiên. Ở đây thì bà Từ Vũ cũng được chôn ở Lộ Thiên. Và ở trên cái nóc á là mọi người sẽ thấy là cái dòng chữ. Đó, ở hai đầu là hai cái dòng chữ và sẽ có một cái đôi rồng chầu ở phía trên. Nhưng mà theo thời gian thì bây giờ nó bị hư hại và nó bị hủy hoại rồi. Ở phía ngay dưới này thôi cũng vậy. Đây là hình hài của những con rồng bao quanh cái khu vực lăng. Nhưng mà qua thời gian thì nó cũng bị bể luôn rồi. Quá lớn. Em khi đến đây rồi mới thấy được cái độ hùng vĩ trong cái lăng của bà Hoàng Hậu Từ Vũ. Mà đặc biệt là người Nam, người miền Nam em lại ra miền Trung xa xôi này. Mà đúng được rồi. Anh giới thiệu một cái nơi gọi là lăng lớn nhất của Hoàng Thái Hậu thì, thật là vinh hạnh khi mà mình đến đây mình được viếng thăm lăng này. Thôi thì cũng cây trên kia nó mọc lên luôn kìa. Bây giờ theo thời gian thì đất đai như vậy mà cái mọi người có thể thấy là những cái họa tiết ở cái cổng á là nhìn rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta đôi lúc chúng ta mường tượng ra thì sẽ rất là đẹp. Và thậm chí là ngay cái bình phong này, những cái chữ này thôi cũng cho ta một cái phong thái rất là hoành tráng ở đây rồi. Đấy. Thôi thì bây giờ cũng thời gian cũng hạn hẹp nên thành nữ là Bùi Hồ với lại anh
anh Phụng ở kênh Huế Review cũng review cho cô bác quý anh chị đến đây. Cũng mong là cái thước phim này mình sẽ mang đến nhiều điều bổ ích cho cô bác quý anh chị, cũng như là cung cấp một số thông tin để cho cô bác quý anh chị sẽ nắm luôn một cái hoàng hậu, một hoàng thái hậu mà có một cái lăng tẩm lớn ở trong cái kinh thành Huế này. Và lần nữa thì Bùi Hồ xin chúc cô bác quý anh chị thật mạnh khỏe và luôn theo dõi đồng hành cùng kênh Bùi Hồ TV và Huế Review. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.